Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 9 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập cô nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 9 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập bài combo thứ nhất. Với bài combo thứ nhất này, chúng ta vẫn đứng hai chân rộng bằng vai. Tiếp theo, chúng ta kẹp côn vào nách, cầm giữa thân côn, đưa lên vai, sau đó kẹp vào nách, tay trái đưa thủ ra. Chúng ta đánh số 8 ngang nghịch từ dưới lên. 1, 2, 3, lên, đẩy tay ra. Đấy, lại nhá. Chú ý này, chú ý cái tay này, này chúng ta được tập rồi này. Chúng ta đánh cái tay phải ra thì tay trái chúng ta thu lại nhá. Chú ý. 1, 2, 3, lên. Đấy, nó bao gồm những động tác sau và Đức giữ nguyên tư thế như vậy nhá. Bao gồm các động tác sau này. Ngoài này, trong này, ngoài số 0, lên. Lại này, số 0 ngoài đưa vào trong, số 0 ngoài đưa lên. Đấy, lại nhá. Ngoài, trong, ngoài, lên. Rất đơn giản đúng không? Lại này. Kẹp này. Ngoài, trong, ngoài, lên. Đấy. Như vậy nhá, thì chúng ta làm lại nhá. Kẹp đách. Up. Tiếp tục chúng ta bổ số 8 ngang thuận từ trên xuống. Sau đó kẹp nách này. 1, 2, kẹp, lên, thu, 1, 2, kẹp, bung ra, lên, 1, 2, kẹp, đó, để ghép hai cái động tác vừa rồi vào, thì chúng ta cần bắt côn ở sau như thế này, như động tác thủ mình vừa dạy, nhá. Bây giờ chúng ta kẹp nách đã này, 1, 2, 3, bắt, rồi 1 2 kẹp lại, 1 2 3 bắt lại, 1 2 kẹp đó, 1 2 3 bắt, 1 2 kẹp, 1 2 3 bắt, 1 2 kẹp. Ở động tác này các bạn chú ý như sau. Các bạn Đức đi ra khỏi màn hình để mình sẽ hướng dẫn cái động tác này ở chính giữa màn hình cho các bạn xem này. Đây, cái động tác này ấy, khi mà đánh ấy, thì nó sẽ thẳng vào mục tiêu ở giữa như thế này. Đây, kẹp này, đánh lên này, 1 này, 2 này, 3 này, lên này. Đấy, lên như này, có nghĩa là 3 đường lên này, đánh này, 2 này, 3 này, rồi đưa lên ấy, thì nó phải hất vào mục tiêu nha. Kẹp này, 1, 2, 3, lên, bổ trên xuống cũng phải vào giữa mục tiêu. 1, 2, kẹp nha. Đây này, 1, 2, kẹp. Đấy, cái đường đưa trên xuống kẹp nó cũng phải vào giữa như này nhá. Mình sẽ đánh nhanh này. 1, 2, 3, bắt. 1, 2, kẹp. Đấy, là mình sẽ tập được như vậy nhá. Rồi, bạn Minh Đức vào vị trí. Ok, rồi chúng ta sẽ tập liên hoàn này. Chú ý, up. Không cần bắt nữa nha, up. Không bắt tay sau nữa nha. Up. Đó, các bạn cứ đưa tay ra, đưa tay vào này không? Chuẩn bị up. Up. Đó, rồi chúng ta rút côn còn lại ra. Tập hai tay, hai côn. Đối với hai tay, hai côn này, các bạn làm như sau. Lên này. Chúng ta đưa về kẹp nách. Đánh số 8 ngược từ dưới lên. 1, 2, 3, lên, bổ, 1, 2, kẹp. Đó, như vậy nhá. Đây, mình sẽ làm trước cho các bạn xem này. Đây, 1, 2, 3, lên, 1, 2, kẹp. Đằng sau này, 1, 2, 3, lên, 1, 2, kẹp. 1, 2, 3, lên, 1, 2, kẹp. Đó, làm cái này này. 3 lên, 1, 2, kẹp. Đó. Giờ chúng ta sẽ làm nhanh hơn nhé. Nào, chuẩn bị. Up. 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 Rồi, thôi. Đó là combo thứ nhất mà mình hướng dẫn cho các bạn.
Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.